Hello baby, xin chào mọi người nhá. Thì clip này mình sẽ làm về một khẩu súng tàu khựa. Nó nguyên chất tàu khựa luôn. Cái khẩu 3Z cam mập khi cái tia laser của nó quá là khắm. Chả hiểu sao luôn. Mình xem mấy video clip như của Tuấn Tây Sùng hay Quang Braver ấy. Làm thì nó cũng như này. Để mình test vào trong Zubai xem. Có hàng hiếm nó phải làm luôn. Không bao giờ nó xích mất thì vỡ mồm. Núi sợi từ Minator, anh rất tỉnh và đẹp trai. Kiếp hồn lại chết như lịa rồi, cá lợn rồi. Tôi cần một chỗ đứng. Nào. Không trúng được cái định mệnh nó cũng sợ. Bắn ai quá. Mình xin lỗi bạn nhá. Ôi, cảm ơn bạn đã chết hộ mình. Mày chết ôi, không trúng cái định mệnh của nó nữa. Bố nó cầm 3Z đi toàn mắt lục rồi này. Mày chết này. Ngon, mình không hero đâu. Chạy cối đi. Nào sao đấy, sao đấy. Sang vào mặt. Trời ơi. Ý. Bị lừa chưa? Đắng mề bọn mày. Nào vào đây. Ý giời, cuối cùng cũng được viên 3Z. Mày vào đây. Ngọ quá. Bắn bọn zoom non cứ một viên một phát như này. One hit. Lên đây. Con này không chết thì trâu máu thế. Con này là tiến hóa độ lốt dùng thường rồi. Vãi trưởng tư. Mày đi. Mù mắt của mày. Một cái định mệnh có tơ này không bị mù à? Ê vãi trưởng à. Mày không bị mù này. Một phát chém. Chưa buồn. Mình xin chưa buồn. Bạn tơ Minato. Vào đây. Vào đây. Cái bọn đĩa nhập này. Mày thì mày tiến hóa này. Vào đây. Ôi trời ơi. Mình nhìn lên 498 tiết là đã bắt đầu cảm thấy là lãn rồi. Cuộc đời nó ngắn ngủi vậy sao? Khiếp hồn. Ê, tiết laser này kiểu như là nó bị lỗi sao ấy. Nhưng mà ngắm như này nó chuẩn hơn rất là nhiều. Mình thích như vậy. Ôi, tôi cắm lợn rồi, hàng tàu khựa rồi. Ôi, cái định mệnh. Vãi nhìn nhảy này thôi không lên rồi, để trận sau đi. Nhảy lỗi như vậy là cả trận các bạn trả lên được đâu. Mày ra đây. Các bạn nhảy bắn snap chuẩn hơn rất là nhiều. Kéo thì mình căn sát được tâm đấy. Mày chết. Cái định mệnh con này nữa mày đùa tao à. Dù mày đã không có phay nó làm cái gì. Ra đây. Mày chết không? Bắn sướng quá. Ngơ bắn này lại phê đi. Hàng tàu đầu tiên mình cảm thấy phê. Chất lượng phê. Mày chết không? Mày chết đấy, căn sẵn được cái đường đi của đạn. Quá sướng. Cố thân tư rồi. Có lẽ bây giờ số bạn nó nhỏ cả chó mình. Úi giời ơi. Và số bạn này hơn trong mực rồi. Hồi sinh như thế là hơn trong mực rất nhiều. Quá sướng tiền này nhìn trong zoom. Định mệnh nó ào. Ôi dù nó là. Này thì phải chạy. Này con tơ. Nhìn gì? Nhìn gì? Nó định sơi mình đấy. Ủa. Thôi ai ơi cảm lợn. Ngu quá. Thế là chết. Không sao. Mình sẽ góp sức cho tem Zubai. Chứ bình chán quá. Cá mã trên đây cá mã rồi. Nên cùa một mớ nó hết sạch rồi. Vào nào. Vào nào. Vào nào không kịp chạy. Mày chết này. Làm gì đây mày. Mở re ra tớt này. Nhanh này. Nhanh nào. Bố con này nữa chen làm cái gì. Nghi gồn. Úi giời rúi rác quá. À, chạy đấu, cái mông kìa. Cái thích quá. Cái mông kìa. Mày đứng lại. Vãi trưởng ấy, thời gian, ôi giời ơi. Cay cú không, đáp có bom như thế rồi. Đúng 0,5 giây nữa thôi. Là em Zombie này có thêm một thành viên mới. Đổi súng, vâng các bạn, đổi súng quá là lộ liễu. Ê, mình cầm súng xịn ấy. Mà 16 này là mình nhặt hòn tiếp tế là mình phay luôn rồi. Đấy, nó mới lên ngay.
nó theo cái số rồi. Mày chết không? Một cái định mệnh nó tơ. Ôi đời ơi, hay lắm kìa chưa bây. Mình có linh cảm rất hay về bạn. Rồi tiền trước lên đấy, ui giời quá hay. Vâng, quá hay, chúng tôi cần những con người đột biến như bạn. Thằng Terminator nó rải rác nó ao thì bạn hãy làm tơ đi. Mày lên đây, đông rôm rồi thì mày hết nhiệm vụ. Con này nó đuổi mình là mình chết rồi. Giờ giết nó cả sướng là tốt. Đồi, á. Á. Mày đi đâu? Giờ toàn rôm non thôi, phê quá. Mình đang cầm gạch trên đây đáp, cứ thương vào mồm nó thôi. Bố nó còn lại chạy nhanh ấy nhỉ. Không chết, sợ hơi cho máu đấy. Đuổi rất là dài, phê đấy. Ăn đi. Combo đi. Mày chết không? Bố nó cái tia laser nó bắn sướng thế nhỉ. Kiểu những thằng bạn nào tập snap thì lên dùng những cái khẩu kiểu như này. Nó chỉ sẵn tâm với mình kiểu như chấm bỏ màn hình ấy. Mày chết không? Chúng mông. Này ao nhiều thế, chơi vãi trưởng. Nào, anh em xếp hàng. Ai cũng có phần thôi. Thanh niên này muốn ăn trước này, mày ăn trước này. Mày ăn trước này. Thì mày quá, con nó chạy vào. Không qua đây bị chửi là đáp ngu rồi đấy. Mày ăn đây 4 kill. 5 kill, ô dê. Qua về 6 kill rồi, bút tí. Tí. Định mệnh nữa không chung. Vãi trưởng. Mày lên đây. Nào, quẩy lên. Mình còn giáp. Ô, vãi trưởng hết thời gian. Vãi, không để ý, cứ tưởng vào đây bắn tiếp được cơ. Ôi phê quá. Cười đi em. Fuck you. Lại một lần nữa mới đổi tên là thần may mắn đã không về ở phía chúng ta. Không sao hết. Chiến tiếp. Hàng tàu khựa là nó cũng bá lắm. Công nhận bắn cái này sướng thật. Không biết là lỗi dài không. Chứ nó ngứa mình đăng clip lên hay là mấy anh em YouTuber đăng lên bị fix như vỡ mồm. Mày chết không? Úi giời ơi. Thế cần gì? Thanh niên manh động rồi. Mày chết không? Mày chết lục thùng luôn. Mày chết phê quá. Mày chết không? Chạy đi quận. Mình nhận giờ này mình bắn setup chuẩn vãi. Tuy súng xịn nhưng mà cũng không thể phủ nhận cái trình độ của mình được. Terminator này. Đâu hết rồi. Khổ thần tơ quá cơ. Cứ dơ thân xác mình ra cho nó bắn. Nó định mệnh mít suốt. Làm gì vậy? Con này nhỏ ngó này. Ôi, may quá không con nào đứng hóng. Mình vỡ mồm rồi. Đấy, bên này nhìn đông rôm hẳn cơ mà. Mày chết không? Đứng hóng này. Mister, anh ấy thay em cái anh ơi. Anh thay em tí em cho bú tí. Úi giời, sao lại đùa nhau bú tí lại nhảy xuống. Khổ bạn từ quá cơ. Nào ra đây. Ra đây. Con này trâu máu rồi. Bọn mẹ đi. Không bay sát được con này áo nhé. Chết không. Vào đây. Bố mày. Con đứng sau nó ăn hơi nhiều máu của mình. Vào đây. Trâu máu quá. Thôi không sao. Thế được rồi. Vẫn sống cái giây phút cuối cùng là phê rồi. Nhiều lúc mà bắn những cái khẩu này à, trước à, cái khẩu này mình làm một clip này à, clip Varet Iron phiên bản Red Grito bị lỗi màu rất là đẹp. Lần này lỗi tia laser cho đủ bộ sưu tập. Úi giời ơi, đồng đội quá.
Bỏ mày đồng đội, mày cướp chỗ đứng của tao. Ăn đi. Ăn đi. Úi giời ơi. Úi giời là. Úi giời sao lại tưởng hiến hàng này thoát luôn à. Mày chết không? Mày chết không thì bắn con đằng trước, chết con đằng sau này. Mày chơi đi cả đi luôn cả đôi. Không có nào nó sống hết. Ui tơ. Ui hết rồi, nó không nhìn thấy mình. Lại một lần nữa không quan tâm chi dân. Anh Tư quá là chảnh chọe. Rồi, quay lên. Quay lên. Hả? Mày định lên đây à? Mày định lên đây à? Bọn này bắt đầu nhòm ngó mình rất là nhiều. Úi giời cả mã luôn. Nào. Thò đầu ra. Thò đầu, úi giời, định mệnh nó còn nhấp nháy. Mày là tao hết hồn đấy. Mày làm tao hết hồn đấy. Hai con nhấp nháy. Úi trời ơi. Rồi cảm lợn rồi. Nó kiệu nhau rồi. Né cho lành. Đấy, anh em cứ tiếp tục đuổi đi. Đuổi nhiệt tình lên. Mày đuổi này. Vẫn đứng đây à? Mày vẫn đứng đây. Ôi 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 xinh. Ba con liền. Mình ngu quá. Tha mà nốt cô vô. Ngu người. Mà bố cái thằng hero phải chết lâu thế. Kể nó chết luôn vào đấy mà mình biến hero phải đẹp trai không. Ôi, xin chào các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình. Mình đi ăn cơm đây. Vâng, xin chào anh. Anh có thể cho chúng tôi biết lý do tại sao anh bán sniper chuẩn vãi lồi như vậy được không? Vâng, tôi xin trả lời câu hỏi của bạn phỏng vấn. Lý do tôi là best of sniper. Cái tên nó nói đây tất cả. Theo kinh nghiệm của mình ấy, thì các bạn hãy cứ đăng clip lên. Lúc đầu các bạn bán ngu ấy, các bạn cứ nhận hàng tấn gạch đá của từ cộng đồng ăn chửi. Mày bắn ngu như bò ấy. Vâng, anh em nghe nhiều câu đấy nhiều sẽ cảm thấy kiểu như là tự ái lòng tự ái dâng cao. Chiến luôn vào AI mọi map đấu đường đấu đội tập luyện sniper ngày đêm thì sẽ được như mình thôi. Vâng, đó là kinh nghiệm của mình và clip vừa rồi cũng đã chứng minh điều đó. Dạo này mình bắn sniper lép vãi lồi luôn. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình nhá. Và nếu các bạn thấy clip hay thì nhấn like và đừng tiếp 2 giây để clip và quảng cáo cho clip giúp mình nhá. Và nếu mà VC có fix cái chức năng này thì anh em cũng đừng đè mặt mình ra mà chửi nhá. Tạm biệt mọi người.